Thì em cũng cảm ơn Chúa và cũng ơn bà nội với mục sư muốn chị em cầu thai cho em nhà của em thì bà. Thì giờ nhà nước cũng xét cho em được cái nhà hộ nghèo. Hôm kia thì bên cái ông trưởng ấp ổng cho anh Tâm hay là ổng sẽ cho em được cái nhà, thì gia đình cũng mừng lắm. Dạ, cho được cái nhà bằng 120 triệu, 120 triệu, mà nhưng nhà nước chỉ có cho 80 thôi, còn ở nhà tự bù thêm 40 triệu nữa là làm cái dàn nền. Thì em cũng nói thì cầu nguyện đi tới đó, nhà nước cho thì mình cầu nguyện Chúa cho mình làm dành dụm, thì tới đâu mình làm tới đó, có nhiều làm nhiều, vì nhà nước người ta cho mình làm rồi cái nền hết đó, rồi người ta mới cho mình cái tầng trên. Dạ, Wow, mình phải làm cảm ơn Chúa. trước. Cảm ơn Chúa, em cũng mừng. Mấy 2 3 bữa nay mừng, thì bữa đó em cũng giơ tay cũng tính cảm ơn thầy. Amen. Hôm qua em Cảm ơn thấy Chúa. vì bà nội bệnh đầu này kia mừng quá thôi em cũng không có ấy. Bữa nay em xin được làm chứng với mượn hội đồng cũng cầu nguyện cho em với anh Tâm làm có tiền làm được cái nền để đặng người ta cho được cái tầng trên thì cũng mừng lắm. Thì là Amen. dạ Cảm ta ơn cho hay Chúa. rồi. Dạ, người ta cũng xét cho em, gia đình em được cái nhà, bị thấy ở nhà bạc nè, thì người ta cũng xét. Wow, Dạ, khen Chúa. cảm ơn. Dạ, thì vợ chồng em cũng mừng, mừng mấy bữa nay cũng mừng lắm. Nhưng Chúa cho cậy, bây giờ thì trước mắt là phải bù vô 40 triệu mới làm cái nền. Thì em nói cậy, anh Tâm nói cái đó cũng nhiều nha. Em này cậy đi, Chúa cho mình mặn được, không có lâu hết trơn á. Mình cứ cầu nguyện đi, Chúa cho mà. Dạ, thì À, mình cảm làm ơn rồi. Chúa. Chúc mừng chị Lượm nha. Vui lắm khi mà nghe cái thông tin này và vọng canh chúng ta chúc mừng cho Lượm. Và Lượm nhớ rằng Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ của chúng ta. Trong Thi Thiên thứ 121, tác giả Thi Thiên nói rằng: "Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?" Thì ông cũng trả lời luôn: "Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Chúa Trời đã đấng đã dựng nên trời và đất." Chúa Trời khôn là ngoan đấng lắm. dựng trời và đất. Chúa khôn ngoan lắm. Ngài biết hết trơn rồi. Và mục sư nói nhanh để chị Diễm còn nói vài điều nữa. Đâu phải tự nhiên cách đây vài hôm mà Lượm với anh Tâm có được số tiền để mua cái lú đâu. Và Chúa thấy được cái đoạn đường phía trước là cái đoạn đường mà tự mình sẽ phát triển. Chúa cho mình cái cần câu để mà mình câu cá, và cá đó sẽ nuôi mình, phải không? Cho nên Chúa cho gia đình của Lượm từng bước. Cái bước mình coi, cái bước đầu đó là cái bước mà Chúa cho mình cái cần câu. Chứ Chúa không cho cá. Chúa không có đem cá tới: "Này nè, cá nè, ăn đi con rồi nó cũng hết." Nhưng mà Chúa cho gia đình Lượm một cái cần câu. Và từ cái cần câu đó thì Lượm sẽ có nhiều cá. Và cá đó để Chúa ban phước để mà mình có thể có được cái số tiền để mà xây nền. Từ cái cần câu mà có cá xây cái nền. Cái nền thì xây được cái nóc nhà và 4 bức vách. Tuyệt vời không? Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Đó, mục sư thấy được điều đó. Mục sư thấy Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan vô cùng. Ngài là đấng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng toàn năng. Ngài là đấng toàn năng. Amen. Cái gì Chúa cũng làm được hết. Cho nên mình thấy đi từng bước với Chúa thật là phước hạnh. Lượm thấy không? Cho nên là vọng canh chúng ta chúc mừng cho Lượm. Chúng ta nghe cái thông tin này giống như mục sư của thấy giống như của mục sư và của riêng vọng canh vậy đó. Cảm ơn Chúa vì Lượm là một người trong gia đình cầu nguyện. Là thấy tự nhiên mình có căn nhà, phải không? Mình cầu nguyện mà nó nhìn thấy cái bạt, thấy cái vách, thấy Lượm ở trong một cái lán trại như thế này thì cầu nguyện xin Chúa cho có một cái cơ sở, một cái cơ ngơi, thì Đức Chúa Trời đã trả lời trong năm nay. Cảm ơn Chúa. Chúa trả lời. Cảm ơn Lượm. Bây giờ thì chúng ta qua phần của Diễm ha, mời Diễm có những lời tâm tình, xin mời Diễm. Cái chúc mừng cho gia đình của Lượng và anh Tâm, cảm ơn Chúa. Nghe Cảm ơn được Chúa có là căn sao. nhà mừng quá Rồi, khen ha. Chúa. Em mừng. 40 triệu chưa thấy, nhưng mà bây giờ đồ đạc thì ở nhà mình không còn chỗ chứa nè. Đang đợi xe dưới Cà Mau lên để trở về nè. Cảm ơn Amen. Chúa là khi mà cái con đường trước trước nhà mình, nhà nước họ mở đường đó, thì mình phải dời cái nhà mình đi thụt vô phía trong, và sẵn đó Thiện Thắng anh sửa luôn tất cả, thì dư ra bao nhiêu là cây. Và mọi người biết nhà hồi xưa là ba má hồ của Chúa, cho nên là nồi niêu son chảo tất cả các dụng cụ để mở nhà hàng giống như vậy đó. Thì bây giờ mình phải bỏ cái nhà kho đó để cái nhà mình nó có chỗ
để xây dựng những cái nơi phòng ăn các thứ để dễ dàng sinh hoạt hơn, thì đồ Amen. đạc rất là nhiều. Mà mình nghe anh Thắng nói rằng sẽ đưa em mấy anh em với Cà Mau sẽ lên lấy, thì mình không biết lấy về bỏ chỗ nào tại nó nhiều quá. Thì bây giờ nghe Lượm nói là sẽ có căn nhà thì mình thấy là có chỗ chứa rồi đó. Amen. Và nhà thì có rồi, đồ cũng có luôn, thì thấy đó là cái sự hy vọng của mình nơi Chúa, thì Chúa sẽ tiếp tục ban cho tùy theo đức tin của mình, theo sự nhân từ và ân điển của Chúa, theo sự giàu có của Chúa. Amen. Cho nên mình tin chắc rằng Chúa đã khởi sự làm việc lành cho gia đình của Lượm và anh Tâm, thì Chúa sẽ tiếp tục làm cho trọn. Amen. Và Cảm ơn mau mau lên để lấy đồ về, tại vì nó nhiều quá rồi ở trên Chúa. đây. Cảm ơn Chúa. Gia đình của Lượm nha. Amen. Mình Cảm ơn thấy Chúa cho cơ. đúng thời điểm kia không? Rất là đúng thời điểm. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Dạ anh Thắng cho em ba cái cây đó nữa đó chị. Dạ cây đó là anh kêu em lên trở về đó. Chú Đúng rồi. Nhiều trở lắm. về. Chú cho cách nhạc đúng không? Cây còn thật chắc và vững, cho nên anh Thắng nó ở dưới mà xây bằng sắt á, thì nó sẽ rất là dễ bị hao mòn, tại vì nước mặn á nó sẽ Thế lấn, thôi mà còn gỗ này đó thì không bao giờ bị hư hết. Cảm ơn Chúa. cảm ơn cô Diễm đã có lời chúc mừng với Lượm để nói vài điều cho một sư hùng, chào một sư hùng yêu thương, một sư vừa mới vào với chúng ta. Hallelujah. Lượm vừa mới làm chứng là một sư hùng thấy Lượm ở xung quanh Lượm, đó là Lượm đang ở trong gọi là cái tạm gọi là cái láng đi chứ không phải là cái nhà nữa, ở ở Rạch Gốc Cà Mau, mà ở trên nóc thì không phải bằng tôn hay là bằng ngói nhưng mà là bằng cái tấm bạt. Thì vọng canh cầu nguyện với Lượm hơn một năm qua và Chúa vừa mới Amen. làm một việc lớn, mới vừa làm việc lớn giống như Thi Thiên 126 có chép á, đó là chánh phủ họ sẽ cho Lượm 80 triệu và cái căn nhà đó, họ xây cái căn nhà cho Lượm. Rồi thì cái tổng giá trị của cái tài sản đó là 120 triệu đồng, chánh phủ Amen. họ tài trợ họ xây cái căn nhà cho gia đình này ở. Thì cách đây hơn một tháng, gần một tháng á, có một ân nhân dâng cho công việc nhà của chị Lượm với anh Tâm, hai vợ chồng này, với một số tiền để họ mua 40 cái lú để họ đặt để họ có cá. Cái số tiền đó tại lúc mà người người ân nhân đó gửi đến á, thì mình không hiểu công việc đó như thế nào, mình cũng chuyển. Thì hai vợ chồng mua mua cái lú để đặt cá để mà có thu nhập đó. Thì bây giờ cái tin tức này tới đó thì mình mới hiểu rằng á, chánh phủ họ sẽ xây một căn nhà với điều kiện là hai vợ chồng phải xây một cái nền trước rồi họ mới tiếp tục họ xây 4 bức vách lên và họ để cái nóc nhà lên. Đó, tức là cái giá trị của căn nhà đó là tổng cộng là 120 triệu mà 80 triệu là do chánh phủ cho, còn phần lại nền đổ là phải 40 triệu. Thì cách đây một tháng á, một ân nhân tài trợ cho một cái số tiền để mà gia đình có tài chánh, thì mình không biết để làm gì. Thì bây giờ mình biết là cái đó là cái cần câu để có cá, có cá thì bán thì mới sẽ xây được cái nền đó. Cho nên mình đang tóm lại cái câu chuyện này á để mà ăn mừng, để mà vui với Lượm ha, chúc mừng Lượm nha, và kể cho một sư hùng nghe để một sư biết nãy giờ vọng canh vui quá chừng. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang chúc mừng cho Lượm đó. Hồng Phúc, Mai Trâm có điều gì muốn 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 chúc mừng không đây? Trong lúc này thì một sư hùng có điều gì Lượm nói gì? Dạ con thấy em Cầu chúc mừng nguyện Chúa cho thêm chị Lượng. cho chị Lượm nha. Rồi Hồng Phúc. Dạ con thấy mừng cho chị Lượng, cho gia đình chị Lượng. Thấy chưa? Dạ. Chúa là tốt lành ha Hồng Phúc ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn Dạ Chúa, đúng cứ rồi bám mục Chúa sư. nha. Phúc cũng mới tham gia vọng canh được vài tháng, Phúc đang trong tiến trình Chúa phục hồi từ Amen. cái gì ta? Gọi là gì? Trầm cảm. Dạ. Cảm ơn Rối loạn Chúa. lưỡng cực. Amen, Chúa chữa lành cho Phúc luôn nữa. Thấy không? Chúa quá tốt lành. Dạ. Mai Trâm có điều gì muốn cảm tạ Chúa, muốn chúc mừng không Mai Trâm? Mì Dạ. mì Cảm à.
Mai Trâm chúc mừng chị Lượm, cảm tạ Chúa đã ban phước cho chị Lượm. Đầu tiên thì có một số vốn để làm cái vuông tôm, vuông cá, và giờ bây giờ là một lại một cái tin tức khác là chị Lượm là nhà nước đã hỗ trợ cho chị Lượm để xây căn nhà. Thì từ cái ô vuông giống như nãy mục sư nói là một cái cần câu để mà làm ra tiền, mà làm một cái nền nhà, và nhà cái nền nhà cho chị Lượm. Và bây giờ chị nhà nước lại làm những cái bức tường, hỗ trợ để xây bức tường, xây 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 mái nhà. Cái đó là điều phước mà Mai Trâm thấy phước hạnh từ của Chúa, phước hạnh từ Chúa đã ban phước cho gia đình chị Lượm. Cảm ơn Chúa ạ. Amen. 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 À, đón nhận lời chúc mừng của Tammy với Lượm ha. Hồi nãy thì Hồng Phúc rồi cô Diễm. À, còn ai trong chúng ta có lời chúc mừng thì chúng ta sẽ gửi tiếp ha. Riêng mục sư Hồng thì hôm nay mục sư khỏe chưa? Thấy mục sư hôm nay thon thả thế. Mục sư hôm nay có khỏe mạnh, mục sư có điều gì chia sẻ cho vọng canh không mục sư? Trần Mạnh Hùng luôn luôn khỏe, chỉ thường xuyên mệt thôi. Có rất nhiều người họ không hiểu vì sao khi hỏi rằng mục sư sức khỏe ra làm sao, tôi nói tôi khỏe chỉ hơi mệt. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi bảo khỏe có nghĩa là không bị bệnh, mệt có nghĩa là nhiều việc. Thật ra hai cái khái niệm khác nhau. Khỏe nhưng bị mệt có nghĩa Amen. là chạy nhiều. Cảm ơn Chúa vẫn còn cho chúng ta có sức để chạy được. Qua cái việc mà chị Lượm làm chứng, qua cái việc mà chúng ta ở trong vòng canh, qua cái việc mà những gì mà Chúa làm, thì tôi thấy có hai câu thánh kinh bật ra trong đầu khi lắng nghe các quý vị nói chuyện. Câu thứ Amen. nhất, lời Chúa nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu của mọi tri thức. Amen. Khi chúng ta kính sợ Ngài, chúng ta làm theo cái gì mà Chúa Ngài nói, Ngài cảm động lòng chúng ta, chỉ đơn giản là vâng lời, mà nhiều khi tâm trí không hiểu rõ vì sao, nhưng chỉ đơn giản vâng lời vì mình kính sợ Chúa. Rồi sau đó điều gì tiếp theo? Câu kinh thánh thứ hai, Chúa nói rằng là Chúa khiến mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Amen. Mẹ. Và Ngài khiến có ích có nghĩa là khiến chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Và hãy nhớ cái câu trong đó là mọi sự đây ngay cả tốt và tồi, ngay cả có những người mà họ ủng hộ chúng ta hay là những người họ chống đối chúng ta, những con người yêu chúng ta hay là những con người nhổ nước bọt vào vào mặt chúng ta, những người vỗ tay hay là những người hô đóng đinh nó trên thập tự, những điều thuận lợi hay là những điều nghịch cảnh, giàu có hay thiếu tiền, xuôi gió hay ngược gió, hết thảy mọi sự Chúa khiến hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thành ra chúng việc của chúng ta thì tiếp tục giữ được sự tin kính Chúa, vâng lời, bởi vì trong sự vâng lời đó luôn luôn có sự trả giá. Cái đó là cái mà khi nghe các quý vị nói chuyện đó, thì tôi thấy có điều đó. Xin Chúa Ngài ban ơn cho Chúa Ngài là đấng tiếp tục hành động trong đời sống của mỗi chúng ta. Và hãy tiếp Amen. tục cầu nguyện cho mẹ của mục sư Giang Đông. Tôi vào gấp gáp như vậy để hỏi xem sức khỏe của bà ra làm sao. Người chiến sĩ cầu nguyện, thế ra cần phải tra dầu, cần phải Amen. bồi bổ cho cái động cơ bà nội này ở Cali để tiếp tục rồ Amen. ra. Thật ra tình hình ra làm sao, mục sư Giang Đông? Ba bây giờ thì sáng hôm nay thì hơi mệt trở lại. Chắc có vẻ là do tâm lý là hôm nay đi bệnh viện để bác sĩ xem xét lại, chẩn đoán làm sao. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì tươi tỉnh như là không có chuyện gì. Thì cái tuổi cao thì cũng cũng có những cái biến biến chuyển nó đột xuất lắm.
hôm qua thì khỏe mạnh, qua mới về tới nhà là vô vọng canh cầu nguyện được rất là khỏe mạnh bình thường, coi như không có việc gì. Mà hôm nay thì hơi mệt, hơi mệt thì cũng ở trong vọng canh cầu nguyện từ sáng sớm tới giờ. Má còn đó không bà nội ơi, bà nội còn đó không bà nội? Ồ bà nội ơi, ồ bà nội đang xài cái iPad, chắc là bà nội đi lấy nước ở đây là... có kính smart da kính đó, dạ. Có phải bà nội không? Dạ bà nội đó, dạ. À. Wow, rất là vui được gặp bà nội. Bà nội ơi, bật màn hình lên để ngắm dung nhan đẹp đẽ của bà nội. Chào, wow, Kali. Amen, amen, wow. Bà nội, hallelujah. Bà nội có tên thật là Phạm Thị Kính. Xin chào Hoàng hậu, Hoàng hậu, Hoa hậu, cảm ơn Chúa. Dạ. Amen. À, sẽ mở lại cho bà nội coi cái khúc này. Bây giờ thì sẽ mời mục sư cầu nguyện đặc biệt cho bà nội, hallelujah, được sức khỏe của Chúa. Hôm mục sư cầu nguyện. Tôi rất ước ao được cái việc đó. Nào mình đến Chúa cầu nguyện nào. Dạ vâng. Ở trong Kinh Thánh lời Chúa nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Và đặc biệt những đứa con mà cầu nguyện cho cha mẹ của mình, cái đó là Amen. Đẹp lòng Đức Chúa Trời lắm. Amen. Yeah. Để cho bà nội có sức khỏe để tiếp tục cầu thay cho các con của bà trong chức vụ, trong đó có cả tôi nữa. Amen. Nào mình đến Chúa cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, như Phaolô, ông cũng nài nỉ: con dân Chúa hãy cầu nguyện cho ông để khi ông mở miệng ra, Chúa ngài sức giàu để ông được tự do mọi bề giao truyền nhẹ lẽ mầu nhiệm của Tin Lành. Thì chúng con cũng vậy, hiệp tâm lại cầu nguyện cho tôi tớ của ngài, một nữ trung kiên, một nữ đầy tớ của ngài. Amen. Trung tín trong sự cầu thay cho Amen. Nhiều chức vụ khác nhau, đó là mẹ ruột của mục sư Giang Đông. Amen. Trời ơi, cầu nguyện xin Chúa cho bà nội ngay bây giờ đây, đấng đang ở trong bà là đấng khiến Giê-xu sống lại từ cõi chết. Đấng đó đang ở trong bà cũng khiến thân thể hay chết của bà được lại sống. Amen. Từ chân tay, từ tâm trí, từ não bộ, từ tủy sống, từ các hệ thần kinh, trong danh Chúa Giê-xu Christ, sự phục hồi, quyền năng chữa lành của ngài từ đỉnh đầu tới gót chân của bà, chính đấng đó phục hồi. Amen. Để con chim gọi báo này tiếp tục cầu nguyện trước ngai của Chúa. Cảm cho hết thảy những tôi tớ Chúa mà bà vẫn thường xuyên cầu nguyện mỗi một ngày. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những người nữ trung kiên này. Chúng con tạ ơn Chúa vì người nữ Anna này. Con tạ ơn Chúa vì người mẹ của Môi-se, Maria và Aaron này. Xin Chúa ngài tiếp tục sử dụng người phụ nữ này, Amen. Người mẹ của chúng con, và sự cầu thay. Chúng con tạ ơn Chúa, nguyện sự chữa lành trên thân thể của bà, sự Amen. Tiếp sức trên thân thể của bà. Chúng con tạ ơn Chúa, con giao phó thân hồn linh của bà trong sự vẹn toàn, trong sự hướng dẫn, trong sự thêm sức của ngài. Và chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của mục sư Hùng. Ủa má còn ở đó không má ơi, bà nội ơi? Má đang nghe mục sư Hùng cầu nguyện. Ồ, cảm động quá, cảm ơn Chúa. Má có bật được cái khuôn mặt lên cho ngắm một chút. Dạ. Trước khi mình rời không thì 30 giây thôi. Để má con sẽ gửi cho bà nội một cái lệnh nha, rồi bà nội bấm vô OK ha. Thì con sẽ mở lên cái video của bà nội, tại nãy bà nội tắt. Cái video đó. Như vậy mục sư Giang Đông giỏi thật đấy. Tôi về kỹ thuật này tôi hơi bị kém đấy. Dạ. Có nghĩa là mục sư ngồi tại nhà mà vẫn điều khiển được những nơi khác. Dạ. Rồi. Mà lấy ý kiến mà mới thấy đường. Rồi. Nhìn được nói, được nghe giọng bà nội này, con muốn bay về Việt Nam với mẹ của con quá. Cảm ơn Chúa. Mục sư Giang Đông thích thật đấy. Lúc nào cũng thể bay được vù được. Dạ. Chỉ tiếng rưỡi đồng hồ thôi đến Cali. Hôm bà nội nằm bệnh viện thì mình cũng nghĩ là nếu như mà nằm một khoảng thời gian đó thì chắc là mình sẽ chạy qua ít ngày để mình ở đó với bà, để cầu nguyện với bà nâng đỡ. Bây giờ con bấm cái nút này mà má bấm vô chữ OK nha, rồi má sẽ cho mọi người thấy mặt má ha. Rồi, bấm OK đi, bà nội bấm OK đi, chấp nhận đi. Chữ OK chỗ nào con? À vậy hả? Má thấy chữ Apple không à? Rồi. Rồi bây giờ vậy nè, má thấy cái chữ video không? Nó có cái máy ảnh video á, ở dưới góc của cái... Chữ X xem mà, X xem mà. À dấu X hả? Rồi má thấy má thấy cái ly không? Kế bên cái ly á là cái micro. Bà nội gọi cái micro là cái ly. Má thấy cái ly không? Má thấy... Bây giờ má phải bấm rồi, má vô cái ly.
Mà thôi, chỉ vì để cho người ở bên Đức nhìn thấy khuôn mặt mà phải khóc cười kia thì thôi. không biết cái gì trơn luôn á. Rồi, không sao. Rồi, à, bây giờ như vậy, Bà bây giờ nội chúng không cần ta làm đâu cho đỡ mệt. Dạ. hồi sáng thì bà nội cho thấy dung nhan, nhưng mà không biết sao tự nhiên tự động nó tắt, cho nên là không sao, để ngày mai có Không lại sao dung đâu, nhan. không sao đâu ơi, bà nội. Dạ Bà nội rồi. chưa kịp trang Cũng điểm đấy thì sao là là bà nội chưa xuất hiện được. hai cái câu kinh thánh mà mục sư Hùng gửi tặng cho chị Lượm á, thì mình có đưa vô trong cái phòng chat ở đây, Lượm có thể coi phòng chat ha. Ở trong châm ngôn đoạn 1 câu 7, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. À, đó là phần A đó ha. Rồi, cái câu kế tiếp á là vả mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chị Lượm được gọi theo ý muốn Ngài đã định. À, Roma đoạn 8 câu 28 ha. Thì Lượm nhớ hai câu nha, châm ngôn đoạn 1 câu 7 và Roma đoạn 8 câu 28 ha. Rồi bây giờ chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ cùng với chấp sự Thiên Ân mời Thiên Ân cầu nguyện chúc phước cho chị Lượm, chúc phước cho tài chánh, gia đình, vì yêu thương chúng ta cầu nguyện cho người chị chúng ta, bởi vì cái phước hạnh này á mà Lượm sẽ làm chứng về Chúa cho cả cái vùng rạch góc Cà Mau luôn, bởi vì mình đang ở cái chòi mà bây giờ mình lên được ở nhà gạch thì cái đó chỉ có Chúa làm thôi, phải không? Mình không có gì trong tay mà tự nhiên mình có 40 cái lú để mình đặt, mà mình có cái cần câu nữa, mình không có cá mà mình có cái cần câu thì mình sẽ mua được nhiều thứ khác. Cho nên mời chúng sự Thiên Ân cầu nguyện cho chị Lượng và cầu nguyện cho tất cả tài chánh của chúng ta, để chúng ta có tài chánh, chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống và chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta dâng hiến cho công việc Chúa một cách rời rộng nữa. Amen. Cầu nguyện cho cái quỹ đồng hành mà mục sư Hùng sáng hôm nay thì Chúa cũng nhắc chúng ta cầu nguyện cho tôi tớ của Chúa nữa, để cho cái sự truyền giáo, sự kêu gọi của Chúa trên ông, thì Chúa là đấng Jireh mọi sự cần yếu cho tài tớ của Ngài để chu toàn chức vụ mà Chúa gọi. Chúng ta chúc phước cho điều đó, mời Thiên Ân cầu nguyện ha. Vâng, chúng ta ý với chấp sự Thích Thiên Ân. mà má có ý kiến Dạ. à, chấp sự Thiên Ân cầu nguyện cho má. Ngày qua má nằm trong bệnh viện đó, Dạ. con ở lại suốt một ngày, Dạ. tối má về thì bây giờ tiếp tục là chị Thị nói là phải đưa má đi vô cái chỗ khác nữa, thành ra lát chị Thị sẽ qua chở má đi vô bệnh viện nữa. Dạ. Dạ rồi, bây giờ Thiên Ân sẽ cầu nguyện cho má liền luôn bây giờ luôn. Cảm ơn Chúa và bà Chúa nội tưởng nhé. cho má cái để Vâng, má và sống sáng này thì có và cầu nguyện cho bà nội rồi, nhưng mà bây giờ sẽ tiếp tục cầu nguyện cho bà nội lần nữa nha. Chúng ta ý với Thiên dạ Ân cho hai cảm ơn điều. Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta cầu nguyện. Dạ. Dạ Dạ, xin mọi người hiệp ý mời và luật sư. bà nội đặt tay vô cái chỗ mà bà nội cảm thấy mệt. Tim đó, cái chỗ tim. Dạ. Cha ơi, ngay giờ này chúng con đến với Ngài trong danh của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ quyền năng. Cha ơi, bởi lời của Chúa trong sách Mác đoạn 16 hứa với chúng con rằng những người tin sẽ nhận những dấu lạ này. Cha ơi, chúng con là những người tin danh Ngài và chúng con là những con cái của Ngài. Lời Chúa nói rằng hãy đặt tay trên người đau thì người đau được lành. Nên ngay giờ này trong phương diện tâm linh con đặt tay trên bà nội ngay giờ này cha ơi, trong danh Amen. Chúa Jesus Christ quyền năng. Trong danh Chúa Jesus Christ quyền năng, con công bố sự sống của Ngài tuôn đổ từ đầu đến chân của bà nội ngay giờ này, nhất là ở trong phần tim của bà ngay giờ này cha ơi. Amen. Khi sự sống của Ngài hiện diện thì mọi hình thức của sự chết, mọi hình thức của bệnh tật hãy rời ra khỏi thân thể này ngay giờ này. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, con cũng cầu xin cùng quyền năng Thánh Linh sự sống và quyền năng ở trong bà ngay giờ này hành động từ đầu Amen. đến chân, làm sống lại hết tất cả những tế bào nào bị chết, phục hồi hết tất cả những tế bào nào bị yếu, và chữa lành hết tất cả tế bào nào bị bệnh, nhất là ở trong tim mạch. Ngay giờ này con công bố rằng hệ thống miễn dịch của bà hãy hoạt động mạnh mẽ 100%. Con công bố xương tủy hãy cung ứng những máu sạch, máu tốt, máu mạnh để hoạt động trong thân thể này. Con công bố rằng mọi hệ thống máu huyết lưu thông, mọi sự tắc nghẽn nào đó mà chúng con không biết mà Chúa là đấng biết, trời xin Ngài điều chỉnh và sửa trị hết tất cả mọi sự thiếu hụt trong thân thể này. Chúng con tin vào lời hứa của Chúa, bởi những lần roi, những vết thương Chúa Jesus Christ chịu mà bà nội nhận được sự chữa lành, hồi phục hoàn toàn 100%, không còn mệt nữa, không còn khó chịu nữa. Và chúng con công bố rằng sự chữa lành của Chúa là chắc chắn, và chúng con tin vào lời hứa của Ngài, bởi vì nó đã được hoàn tất ở thập tự giá 2000 năm trước đây. Con công bố rằng nó phải được thể hiện ngay giờ này, và bác sĩ chỉ đi khám để chứng nhận rằng bà nội đã được lành bởi những gì Chúa Jesus Christ đã hoàn tất. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con cũng hướng về gia đình chị Lợm ngay giờ này cha. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng tốt lành cha. Ngài
đã cung ứng những phước hạnh siêu nhiên và những phước hạnh về vật chất trong đời sống của chị. Chúng con biết Chúa chúng con là Đức Chúa Trời thành tín cho ai. Khi chúng con được kết nối với Ngài thì chúng con không những chỉ được phước cho tâm linh, tâm hồn, nhưng cho cả thể xác của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài trên đời sống của chị qua những sự cung ứng về về tài chánh, về công ăn việc làm, và trong tương lai chị có một cái nhà mới mà Đức Chúa Trời đang dự định, đang sắm sẵn cho chị. Chúng con cầu nguyện xin Chúa chúc phước tiếp tục làm ơn cho anh chị và cho đời sống của anh chị tâm và lượm được ơn của Ngài ở xứ sở mà họ sinh sống. Cho ai nguyện đời sống của họ là muối của đất, là ánh sáng của thế gian ở trong cái địa phương mà họ sinh sống, cho ai để tin lành của Chúa được biết đến qua đời sống của gia đình anh chị. Chúng con cũng cầu xin Chúa sai thiên sứ của Ngài gìn giữ bảo vệ hết tất cả những tài sản, những công ăn việc làm của họ, những cái vuông tôm mà họ đang làm cho ai. Chúng con biết rằng thiên sứ là những đầy tớ của Chúa được gửi đến để giúp cho những người thừa hưởng sự cứu rỗi của Ngài cho ai qua Đức Chúa Jesus Christ quyền năng. Và chúng con biết rằng gia đình này đang thừa hưởng sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ, nên chúng con cầu xin Ngài sai thiên sứ của Ngài giúp họ và bảo vệ hết tất cả tài sản của họ và cho mọi sự đều được hanh thông. Và chúng con công bố rằng xin Ngài sử dụng họ để đời sống của họ là muối của đất và ánh sáng thế gian để bày tỏ tin lành của Ngài. Xin Ngài cũng cho họ kinh nghiệm Ngài nhiều hơn nữa, không phải chỉ nhiêu đây thôi cha. Chúng con biết rằng Chúa là nguồn sự sống của chúng con, nguồn có mọi nhu cầu của chúng con, và chúng con tin rằng Chúa sẽ nâng họ lên càng nhiều hơn trong bước đường họ đi với Chúa khi họ được kết nối với Ngài cha. Và chúng con cũng hướng về một sự trần mạnh hùng là tôi tớ của Ngài đang chuyển qua chức vụ truyền giáo cho ông. Con cầu xin Chúa chúc phước trên tài chánh, trên sức khỏe để ông tiếp tục rao giảng tin lành của Ngài. Chúng con thấy rằng Amen. Khóa biệt ông rất là dày đặc, nhiều tiết mục để huấn luyện để rao giảng tin lành của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa ở cùng và cho sứ điệp của ông rao giảng với sự mạnh mẽ, với sự thuyết phục cho ai, để nhiều linh hồn được thay đổi qua sứ đẹp mà ông chia sẻ cho ai, gây dựng nhiều người cho ai, để họ nhiều người được đứng vững trong vương quốc của Ngài, và họ được khích lệ, và họ được cuộc đời của họ được thay đổi, và họ cũng muốn hầu việc Chúa và làm sáng danh Ngài cho ai. Điều chúng con mong đợi là vương quốc của Chúa được tiếp tục mở mang ra, và chúng con thấy rằng trong chức vụ của mục sư Trần Minh Hùng không phải chỉ giảng lời Chúa thôi, nhưng có sự dạy dỗ và huấn luyện nghe cha, bởi vì Ngài kêu chúng con hãy đi môn đồ hóa môn dân chơi. Môn đồ hóa là có nghĩa là làm người khác giống như mình, huấn luyện người khác trở nên giống như mình. Mình biết bao nhiêu thì mình sẽ trẻ chia sẻ bao nhiêu, nên chúng con cầu xin Chúa cho những ông tứ này không phải chỉ ở trong một sư hùng thôi, nhưng cũng được chuyển tải cho những người khác, là những người sẽ nghe và tiếp thu những sứ điệp mà ông sẽ chia sẻ chơi. Chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên gia đình của ông, và xin Ngài cũng sai thiên sứ của Ngài giúp đỡ và thêm ơn thêm sức cho ông chơi để mọi công việc đều được hanh thông, và mỗi ngày vương quốc của Chúa được mở mang qua chức vụ này, không phải chỉ cho người Việt thôi, nhưng cho những người nước ngoài, người chơi ở nơi nào, bất cứ nơi nào ông đi. Chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành, và Ngài luôn luôn có những chương trình của Ngài là chương trình thịnh vượng, không phải bình an, không phải tai họa chơi. Và chúng con công bố rằng chương trình này tiếp tục được mở rộng trong đời sống của đầy tớ của Ngài là mục sư Trần Minh Hùng, và chúng con công bố rằng mọi nhu cầu trong đời sống của ông về tài chánh, về sức khỏe, về sự tâm linh mà ông kết nối với Ngài để chuyển tải cho người khác, chúng con cho cầu xin Chúa cho mọi sự đều được hanh thông như ý của Ngài muốn trai, và Ngài muốn là mọi người đều được cứu và không ai bị chết mất. Và chúng con biết rằng sự hầu việc Chúa của ông là để cho người khác tin nhận Ngài trai. Chúng con cầu xin Chúa cho nhiều người được tin nhận Chúa qua chức vụ của ông, qua sự giảng dạy của ông, qua sự huấn luyện của ông, qua sự chuyển tải của ông. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành, và Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con buổi sáng hôm nay. Và hãy hai ba người nhóm hợp lại nhân danh Chúa thì Chúa hiện diện chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi khen Chúa. Vâng, bà nội bình an nha. Bà nội sẽ đi bác sĩ sáng hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại công việc của mình trong ngày mới này. Chúa cùng tất cả chúng ta. Cảm ơn đã tham gia cầu nguyện, và ngày mai chúng ta tiếp tục. Ngày mai quý vị có muốn nghe sư Hùng ở trong chương trình Sống Tình Yêu không?
ngày mai chúng ta sẽ kết nối vào đó nha quý vị. Muốn muốn là vọng canh nên mỗi thứ bảy tham dự vào thì rất là hay. Vọng canh đúng rồi, thì thường thường thì chúng ta cầu nguyện suốt nguyên một tuần lễ, cho nên thứ bảy này đó thì một sư Hùng chia sẻ một cái sứ điệp mà tôi nghĩ là cần thiết cho vọng canh. Thì tất cả chúng ta cố gắng ngày mai thì sẽ không có ở trong cái Zoom này, nhưng mà chúng ta kết nối vào sống tình yêu ha. Chị lượm vô được không nè, tại thường thường á mình kết nối vô thấy có mấy người à, giống như là chúng ta được cái cơ hội là có thể kết nối hoặc không kết nối, rồi chúng ta khỏi kết nối luôn, thành ra là đang phải quyết định là thà là chúng ta ở trong Zoom này. Ở trong Zoom này thì nó là như vậy, nhưng mà khi mà vô á, chúng ta sẽ được khích lệ bởi những lời làm chứng, những lời ca ngợi lời của Chúa nữa. Nhưng mà nhiều vị thì thấy như là không có vào, cho nên là chỉ có một vài người thôi, tôi thấy cái đó cũng uổng lắm. Cho nên tất cả chúng ta nhiều đây người thì nhiều đây người vào nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị, đối với tôi đó, nhiều khi tôi cũng thấy đây là cơ hội để mình vào, nhưng mà nếu mà mình không thấy cơ hội thôi mình nghỉ đi, tại vì thứ bảy nè ta vào thôi, mình được nghỉ bữa. Nhưng mà xin cho Chúa cho chúng tất cả chúng ta vì yêu mến lời Chúa, chúng ta cũng cần được khích lệ gây dựng cho nên ta vào ở trong Zoom. Vô Zoom này hay Zoom kia cũng giống nhau ha. Mà vô kia thì chúng ta được nghe một sư Hùng chia sẻ lời Chúa và thấy các anh em ở các trung tâm, thấy người ta tin Chúa, chúng ta được khích lệ lắm. Đó là cái lý do mà tôi đắn đo đó, bởi vì thường thường thứ bảy mà kêu gọi vô trong sống tình yêu á thì chỉ có một vài người trong chúng ta vô thôi. Tôi muốn tất cả chúng ta cùng vào, còn mấy thì chúng ta ở trong cái Zoom này. Đó, thành ra đã vào rồi thì xin tất cả chúng ta cùng vào nha. Nhớ nha, chị Lượm nhớ. Ngày mai 6 giờ là bên Việt Nam mới có 8 giờ à. Cho nên để một sư gửi. Dạ, 8 giờ tối. 6 giờ sáng là 8 giờ tối. Y chang như vậy. Y chang như là cái Zoom này, nhưng mà sớm hơn Zoom này 15 phút thôi. Và chúng ta vô thì tới 7 giờ rưỡi là xong rồi. Còn vô trong... không sẽ cho lại cái số Zoom khác, tại vì cho Lượng mấy lần là Lượng không vô được đó, cho nên bà nội cũng vô không được, thì bà nội có cái sự khó khăn về kỹ thuật, nhưng mà tất cả chúng ta ở đây đều vô được rồi. Hứa ngày mai gặp lại đầy đủ, có thể thiếu bà nội thôi, nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Được vô cách nào để con chỉ, để con chỉ sao. Dạ con chỉ sao, tại vì con chỉ bà nội ngày mai con sẽ hướng dẫn bà nội, tại mai con không có trong cái chương trình, cho nên con sẽ hướng dẫn từng bước để bà nội vô nha. Rồi dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng ở đây, và ngày mai nhớ là không có trong Zoom này mà trong Zoom sống tình yêu, quý vị nhớ nha. Rồi xin chào tất cả, cảm ơn một sư Hùng. Dạ, cảm ơn bà nội. Ok, xin Chúa ban phước cho mọi người. Rồi, gặp lại ngày mai, bye bye. Dạ, ba thiên ân, ba chiến thương. Dạ. Hai bà nội ạ. Hai chị. Đông chàng sư Hồng. Thôi đi làm việc bình an nha em. Dạ, ba chị Kiếm. Yeah.